Hello, welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và bây giờ thì Lubu đang đi lên cái chỗ cái chỗ mà người ta đang xây dựng nè các bạn, cái văn phòng á, để xem coi như thế nào rồi ha. Thì Lubu sẽ đi cho các bạn cùng xem luôn. Đây là cầu thang đi lên nè. À, còn khá là bẩn ha, chưa có dọn dẹp gì nhiều quá. Wow, trời đinh quá trời đinh luôn. Đó, bên đây nó còn rất còn chưa xây xong nè các bạn. Biết chừng nào mới xây xong đây. Còn rất là nhiều thứ. Rồi. Wow. Khá là dơ. Giường tủ bàn ghế nè, nội thất, toilet. Wow, ở đây người ta mới mua nè, đó mới mua để lên nè. Cái giường nhìn cũng khá là, nhìn cũng ok ha. Đó, nội thất gỗ này chắc là để tivi nè, tủ quần áo, bàn làm việc. Cũng ok ha, nhìn cũng ok. Rồi mình sẽ đi tiếp qua những cái phòng khác xem thế nào các bạn. Rớm này. Mệt chưa? Ở đây ấy bàn ghế rồi nhìn đẹp kìa ha. Bàn ghế này cũng đồ quá đẹp. Chị Nhung đưa lau cái đó không? Trời ơi, nguyên một đống máy lạnh. Để làm máy lạnh. Đây. Cũng là đi coi xưởng ha. Nghỉ mệt đi, mệt thì nghỉ mệt xíu đi, làm nó có gì đâu. Em đâu có. Hồi nãy giờ chờ anh đâu rồi chị? Phòng này hả? Trên kia xuống. Đây là chút tại em đang ở phòng bọn chị làm tất cả rồi. Nhưng mà làm xong người ta lại đục tường em. Rồi xuống. Bây giờ bọn chị lau cửa sổ làm thế mà em cho toilet. Còn họ đục xong cái là bọn chị lại quét xong lau hút bụi. Thế rồi. Còn bọn xưa phòng nào bọn chị đây có cái máy hút bụi ngày hôm qua đem qua rồi phải không? Không biết đâu, sao tự nhiên nó mất tiêu rồi. Mất tiêu hả? Ừ. Kìa. Không biết ở đâu nữa rồi. Đang hỏi em Nhung xong hỏi ông sếp ông để đâu. Hôm qua đấy là chỉ đang để phòng định xài tiếp. Sáng mai đến phải tiêu rồi. Để phòng này nhưng mà có khóa cửa lại không? Không, hôm qua là để cái phòng đầu kia đi. Không phải là không biết ai khóa cửa hay không. À. Để mất tiêu cái là mệt à. Hôm qua đi về chị chỉ có con gà chị để tắt điện. Kìa, ấm qua rồi kìa. Ông sếp kìa, các bạn, ông sếp ông chạy đó. Trời ơi.
đây.